dẫn mọi người làm một cái bảng Word trên Office 2016 với các cái thông số hình ảnh như trên cái bản mà tôi đang làm như này. Thì bây giờ mọi người tôi sẽ dẫn mọi người cách làm. Thì đầu tiên mọi người sử dụng chúng ta làm một cái bảng Word đủ số lượng có thể là bất kỳ. Chúng ta sẽ làm như sau. Với các chúng ta sẽ làm các cái phần đơn giản trước. Ví dụ mặt hàng A, mặt hàng B, mặt hàng C. Thì cái cột này là thiếu, ok. Bôi cái cột hàng C, click chọn insert, chọn insert column to the right, tức là nó sẽ tạo một cột bên phải dây này. Ok, đây chính là mặt hàng B. Ok, thì trong mặt hàng B này chúng ta sẽ chia làm hai phần. Cái phần đằng B này thì cách làm như sau. Chúng ta chọn vào này, chúng ta chọn split cell, tức là nó sẽ tách cái cột mà chúng ta đang chọn này, cột này thành hai. Bây giờ chúng ta sẽ chọn để chọn thành hai thì đây, tức là số cột là số 2. Thì đây chúng ta chọn hai cột, tức là trong cái ô này thì tạo ra hai cột một hàng. Rồi, ok. D1, D2. Ok. Thì cái D1, D2 này bây giờ các cái ô này chúng ta phải hợp nhất cái ô này. Đây, tôi đang chỉ vào mặt C. Thì để hợp nhất thì chúng ta sẽ chọn Merge Cell. Tương tự mặt hàng B, Merge Cell. Tiếp theo là đây nó sẽ hiện là giá thành. Thì chúng tôi đang nói hôm nay cho nó xong rồi. Thì tương tự chúng ta có thể là ví dụ tạo được các cái tích thêm cái hàng mới. Đây ví dụ như này, tôi chọn đây insert row below hoặc là above, tôi chọn tạo thêm một hàng mới trên, hàng mới dưới, tương tự như là vừa nãy tôi đã chọn này, in ra tạo một cột ở bên phải. Thì đây chúng ta đã có thể tạo một cột bên trái đấy, tương tự rồi. Thì bây giờ chúng ta đây là giá thành, số lượng. Thì với hai cột giá thành và số lượng này thì bây giờ chữ chúng ta sẽ là chữ đứng thẳng. Thì bây giờ để tạo thành chữ đứng thẳng chúng ta bôi tất cả, để chọn kích chuột phải, chúng ta chọn Take Direction. Thì đây là có hai kiểu, một kiểu là chữ nằm ngang, mình thẳng quay về bên trái, mình thẳng quay bên phải. Thì mình sẽ chọn chỗ này. Ok, thì đây chính là kiểu chữ thẳng thì trên nữa thì mọi người kéo dán. Rồi tiếp theo để xử lý tạo được các chữ xét xét và VV này đánh điều vào đây, thì đầu tiên là tôi phải hợp nhất hai cái hàng này với nhau. Rồi, chuột phải chọn Merge Cell. Thì đây để có được cái đường chéo này thì ta có thể chuột đang ghi này, để cái chuột phải nó chọn vào đây biểu tượng đây border. Thì bây giờ tôi có thể tạo được một cái đường chéo như trên bảng trên hoặc là một đường chéo ngược lại. Tôi chọn cái kiểu này. Ok, thì đây để đánh được bây giờ dùng cái phần chữ A chữ P. Đấy, tôi chọn là căn đi phải, tương tự
lưu xuống dòng, tôi chọn ba chữ Z, tôi cần để dài. Thì đây chính là sẽ tạo được các cái này. Thì bây giờ để cho con chữ nó cân vào giữa thì tôi chọn phần, tôi chọn tất cả vào đây, chọn vào trung tâm center. Rồi tiếp theo thì thì để vào quyền này cần để chạy và chọn tất cả này in đậm đúng không, cần chuẩn về. Rồi rồi tiếp theo thì để cho các cái đây ô này, hai ô này tôi chưa, thì tôi phải chọn này nó không mà split được mà. Chúng ta để chúng ta tính được là cái khoảng cách giữa các cái ô, thì bây giờ chúng ta đầu tiên thì chúng ta sẽ kiểm tra là ok với cái file ta. Bây giờ tôi chọn A4 thì kích thước của cái bề rộng bề ngang của này màn hình, bề ngang của cái tờ giấy thì là 21 cm, và chúng ta chọn các cái dòng ok. Thì đây trái phải là chữ 5 rồi, thì chứng tỏ là đây còn 16 cm cho cả cái bảng. Thì 16 chúng ta chia cho của chúng ta là 1 2 3 1 2 3 1 5 6, 6 cốt thì sẽ là 2,67. ok, 2,67 có thể chọn bảng cái chuột phải, chọn table protein kênh vô đây ở trên đây. Tôi chọn auto ngay ban đầu. Nào, thì đây chính là cái mà tôi muốn hướng dẫn mọi người để mọi người có thể làm thiết kế một cái bàn Word đẹp hoàn chỉnh cho văn bản hay là báo cáo của mình. Thì mọi người xem và cảm thấy hữu ích và mong muốn có những cái clip sắp tới thì mọi người hãy subscribe cho tôi. Xin cảm ơn.